Mâm thịt lợn quay. Trần Tể Tướng tới. Thần tham kiến hoàng thượng. Sao rồi, đã có tin tức gì của La tướng quân chưa? Thần vừa hay tin La tướng quân đã tử trận rồi ạ. Quân giật đang kéo vào kinh thành, tình hình quân ta đang rất nguy cấp ạ. Khanh nói sao? Hoàng thượng, trẫm không thể đổ bệnh trong lúc này được, trẫm phải ra trận đánh giặc. Hoàng thượng, người tuổi đã cao, làm sao còn đủ sức để ra chiến trường được chứ? Hoàng hậu nói phải, người nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Nhưng tình thế đất nước đang vô cùng lâm nguy, quân giặc đang lâm le đánh vào kinh thành, bao nhiêu tướng giỏi đã bại trận ngoài chiến trường, trẫm phải làm gì bây giờ? Hoàng thượng, không phải là không có cách. Người có cách gì sao? Thật ra tên tướng giặc rất si mê nhan sắc của công chúa Bảo Ngọc. Hắn nói nếu hoàng thượng có thể cống nạp công chúa cho hắn thì hắn sẽ tạm thời rút khỏi kinh thành, bằng không giết không tha. Không được, con gái La Ngọc cành vàng của ta không thể giao nạp cho giặc được. Nhưng đó là cách duy nhất để kinh thành có thể được an toàn, dân chúng sẽ tránh được nạn binh đao. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ chiêu binh mãi mã và nhờ cứu viện và cứu công chúa trở về. Tướng giặc nổi tiếng hao sắc hung tàn, ta không thể để con gái ta rơi vào tay hắn được. Hắn cũng chỉ nhất thời si mê đó thôi, đó cũng chỉ là phương án tạm thời mà thôi. Nhưng tình thế đất nước đang rất nguy cấp, thưa hoàng thượng. Con sẽ đi. Bảo Ngọc, con đã nghe cả rồi sao? Hân là một công chúa của một nước, nhìn đất nước đang lâm nguy, con chỉ hận mình không phải là một nam nhi để có thể ra chiến trường đánh giặc. Nhưng nay có cơ hội lấy thân mình đổi lấy an nguy của nước nhà, vậy tại sao con lại từ chối chứ? Nhưng ta thật sự không nỡ để con ra đi. Phải đó con gái, con không thể đi được đâu. Con đã quyết định rồi, phụ hoàng và mẫu hậu xin đừng ngăn cản con nữa. Ta đã quyết định, tể tướng hãy cho người báo tin cho tướng giặc, hẹn ngày lên đường. Thưa công chúa, đi hết con sông này là sang địa phận giặc đang chiếm giữ. Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây, rồi ngày mai lên đường tiếp ạ. Ta đổi ý rồi, ta không muốn sang đó nữa, mà ở đây chờ người. Ý công chúa là... Tướng quân, mau sai người chuẩn bị giấy bút. Ta muốn viết thư gửi cho tướng giặc. Còn ngươi, hãy tụ tập tất cả mọi người trong dân làng, cũng như quân lính lại. Ta có việc cần bàn bạc. Dạ, thưa công chúa. Hiện tôi đang ở bên kia bờ sông, nơi tướng quân đang đóng giữ. Tôi rất có lòng chờ tướng quân. Nếu tướng quân có lòng thương thì cho sang đây một chiếc thuyền hoa, chọn ngày lành tháng tốt đón về tử tế. Nếu tính chuyện câu hợp thì tôi thà nhảy xuống sông phó mặc cho dòng nước, chứ không chịu để nhơ nhuốc. Có khí chất, đúng là người đẹp có khác. Được, ta sẽ chịu theo ý nàng. Hoa đã sẵn sàng, mời công chúa lên thuyền ạ. Ta đã chọn được giờ lành, khoảng 3 canh giờ nữa sẽ khởi hành. Trong lúc chờ đợi, mời hai vị tướng quân vào dùng bữa cơm rượu thịt để tỏ lòng cảm tạ của ta. Được, nếu công chúa đã có lòng, chúng tôi cũng không từ chối. Hai vị tướng quân, đã đến giờ rồi sao? Vẫn chưa đến giờ, nhưng công chúa của chúng tôi muốn nhờ hai người một chuyện. Công chúa vốn là thân nữ nhi yếu đuối, nếu phải đến chỗ muôn tên nghìn giáo thì rất sợ hãi, nên chỉ mong tướng quân của các vị cùng đi thuyền đến để làm lễ thành thân ngay trên thuyền hoa. Các vị hãy về báo với tướng quân như vậy đi. Nếu tướng quân đồng ý thì công chúa sẽ lên thuyền. Được, chúng tôi sẽ về báo lại. Tướng quân của chúng ta đã chờ sẵn trên thuyền, mời công chúa lên thuyền ạ. Nàng quả là người con gái xinh đẹp nhất mà từ trước đến giờ ta từng gặp. Ta
vì nàng mà đã dẹp cả lòng tự ái sang một bên, là đáp ứng hết yêu cầu này đến yêu cầu khác của nàng. Giờ chỉ mong nàng biết điều thôi. Được tướng quân để mắt tới mới là phúc lớn của thiếp. Nào, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu giao bôi nào. Ấy, tướng quân chớ vội, đêm nay là đêm động phòng của hai ta, nhưng ngoài kia lại có quá nhiều thuyền, chẳng có một chút nào gọi là riêng tư cả. Nếu bọn chúng nhìn thấy thì thiếp thà nhảy xuống sông tự vẫn còn hơn. Mỹ nhân của ta, ta làm sao để nàng nhảy xuống sông được? Ta sẽ ra lệnh cho bọn chúng rút hết khỏi đây, để đêm nay không ai làm phiền ta với nàng, có được không? Cảm ơn tướng quân. Bọn chúng đã rút hết rồi, giờ nàng đã yên tâm chưa? Thiếp yên tâm rồi. Ôi, ôi, nước từ đâu thế này? Ôi. Tuyệt quá, bọn họ đã hành động rồi. Người nói gì? Ai hành động? Ngươi, có phải ngươi giở trò gì không? Bây giờ ngươi mới biết thì quá muộn rồi. Sáng nay, khi thuyền hoa của ngươi đến hỏi ta, ta đã cho người đục thủng đáy thuyền, rồi lại đút nút kính lại rồi. Và bây giờ, sau khi dụ ngươi lên thuyền này, bọn họ sẽ rút nút ra, nước sẽ tràn vào thuyền và ngươi sẽ phải chết trên sông này. Hả? Cái gì? Người đâu? Vô ích thôi. Chẳng phải ngươi đã điều bọn chúng đi ra xa hết rồi sao? Sẽ không có ai tới cứu ngươi nữa đâu. Còn tiện nhân này dám lừa ta, hả? Thân là công chúa, ta phải thay trời hành đạo, dù có chết cũng phải chết chung với quân xâm lược nhà ngươi, chết trên đất nước ta, quê hương của ta. Nước chảy mạnh vào thuyền và chẳng mấy chốc đưa tất cả những người có mặt trên thuyền xuống thủy phủ. Đáng thương thay, có cả công chúa. Bấy giờ quân triều đình đã bí mật kéo tới rất đông, liên tiếp đánh úp những thuyền còn lại của bọn giặc. Bọn giặc không tướng như rắn mất đầu, tan vỡ rất nhanh chóng. Cuối cùng quân triều đình đã tiêu diệt được cánh tiên phong của địch, tạo tiền đề của việc đánh đuổi giặc ra ngoài bờ cõi. Nàng công chúa dũng cảm đã không tiếc thân mình hy sinh vì đất nước. Người đời nhớ ơn nàng nên đã lập đền thờ tại chính ngôi làng mà nàng đã ra đi. Lời thề của bà ngoại. Tháng sau là giỗ đầu bà ngoại của Cái Vi rồi. Nhanh quá, thế là bà đã mất được gần một năm. Thời gian trôi nhanh thật. Tuần sau là con bé Vi đã đi thực tập rồi còn gì. Vi ơi, ra ăn cơm đi con. Con không ăn đâu ạ. Cho đến khi nào mẹ bỏ cái yêu cầu vô lý đó đi. Hả? Hai mẹ con có chuyện gì thế? Con bé đăng ký thực tập ở công ty hàng hải thuộc Lạc Phong. Trời ơi, chẳng phải là miền biển Lạc Phong, quê cũ của bà ngoại. Vâng, chính vì thế mà em cấm con bé đó. Nó buồn mấy hôm nay rồi, dù sao thì con cũng không được phép về đấy. Em nên cho con bé biết, con cũng lớn rồi, con cần phải hiểu lý do tại sao em không cho con về đó chứ. Vì mẹ muốn nói chuyện với con. Hồi bà ngoại con còn sống, bà có một lời nguyền, gia đình ta không ai được đặt chân tới Lạc Phong. Cho đến khi trước khi mất, bà vẫn còn căn dặn lại điều đó. Vì sao thế hả mẹ? Bà hận một người, vì thế bà đã bỏ đi mà không bao giờ có ý định quay lại. Đối với bà, đó là một vùng biển gợi nhớ tới một quá khứ đau buồn. Bà ngoại con tên Trinh, còn ông của con là Sơn. Khi ấy, họ là một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc. Anh Sơn ơi, thu lưới đánh cá về đi anh. Máy bay địch lại hoàn thành rồi đấy. Bọn chúng đánh bập thuyền cá của nhà bác Năm rồi. Về mau đi bà con ơi. Lũ chúng nó không để làm thề ta biết ngày nào mà. Mấy hôm nay địch oanh tạc nên anh không đi biển được. Nhà chẳng còn gì ăn, em chịu khó nha. Có sao đâu anh, cả làng chài nhà nào cũng vậy mà. Tôi mới nấu được món bò kho ngon lắm, mang sang cho hai người ăn thử này. Trời ơi, cậu đúng là bạn tốt của tớ. Ngửi mùi là đã thấy ngon rồi. Cảm ơn cô Thu nha. Anh Sơn khách sáo quá. Em với Cái Trình như chị em, không phải cảm ơn đâu. Không biết Thu có nhà không, còn trả cho cô ấy cái đĩa nữa. Không hiểu có chuyện gì
Sao anh Sơn lại ở nhà của Thu? Những người kia là ai? Họ đang bàn chuyện gì vậy chứ? Lúc sáng em sang nhà của Thu, thấy anh ở bên đó đang nói chuyện với mấy người lạ. Thế là thế nào hả anh? Nhà Thu đang muốn sửa lại cái nhà ngang, anh sang giúp. Mấy người đó là thợ ở xã bên ý mà. Ồ, lạ nhỉ. Anh đâu biết gì về chuyện xây dựng đâu, sao lại sang giúp cho Thu chứ? Thì cũng có sao đâu. Anh cần nói với em một chuyện. Đợt tới tàu của bác Thạch, bố Thu, sẽ ra khơi vài ngày. Anh định sẽ đi theo tàu một chuyến. Trước nay anh vẫn không thích đi biển vài ngày mà. Anh còn nói sợ em ở nhà một mình sẽ buồn. Vậy sao giờ? Anh nghĩ lại rồi, cũng cần phải thử đi xa xem sao. Tàu lớn, ngoài xa mới nhiều cá. Biết đâu mai mốt mình có con, anh sẽ đóng một con tàu lớn để đánh những mẻ lớn. Thằng Sơn theo tàu của ông Thạch đi rồi hả? Lần này ông Thạch cho cả cái Thu đi theo nữa cơ đấy. Chắc không phải đâu bác. Nếu Thu đi cùng thì cũng đã nói với cháu rồi. Bác nghe phong thanh vậy nên cũng không rõ nữa. Một tháng sau. Thế là anh đã về. Em mong quá trời à. Tàu lại về trễ hơn mọi lần tận một tuần đấy. Vì tàu trốn bão nên về chậm. Từ từ, để anh đỡ. Thu cũng đi thật à? Vậy sao hai người không nói gì với em? Giữa hai người còn có những bí mật gì vậy? Đừng có suy diễn linh tinh. Nếu không thì chúng ta không thể tiếp tục sống với nhau được nữa đâu. Anh kể từ ngày trở về từ con tàu đó, ông đã thay đổi rất nhiều. Thường chỉ đi ra đi vào như có điều gì muốn nói với bà. Rồi một ngày, anh nói sao? Sao bỗng nhiên anh muốn bỏ em? Anh nói đi, có phải anh đã có ai khác rồi không? Anh nói đi, người đó là ai? Anh xin lỗi. Sắp tới anh và Thu sẽ đi làm ăn xa một chuyến. Hóa ra bao lâu nay tôi ngu dại, bị lừa dối mà không biết gì. Đồ phản bội, tôi hận các người. Thôi con ơi, giờ phải nghĩ đến đứa con trong bụng. Chúng nó ăn ở như thế, rồi có ngày cũng sẽ phải nhận hậu quả thôi. Bà ngoại con lúc đó đã mang thai mẹ. Bà ngoại đã bỏ đi một nơi thật xa và thề không bao giờ quay về vùng biển đó nữa. Đó là lý do mà con không có ông ngoại và không được về Lạc Phong. Mẹ, từ lâu con đã ao ước được về Lạc Phong thực tập. Không thể vì những đau buồn từ quá khứ mà con phải từ bỏ ước mơ của mình. Con cũng muốn gặp lại ông ngoại của con nếu như ông còn sống. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bà ngoại. Bà ơi, cháu muốn tìm nhà bà Thu ạ. Bà có biết... Cháu là ai? Ta là Thu đây. Dạ, bà là bà Thu ạ. Cháu là cháu ngoại của bà Trinh. Trời ơi, cháu là cháu bà Trinh đây ư? Bà cháu sao rồi? Ta đi tìm bà cháu suốt mấy chục năm qua. Bà còn tìm bà cháu làm gì nữa hả? Bà cháu mất rồi. Chẳng lẽ những vết thương bà gây ra cho bà cháu vẫn còn chưa đủ hay sao? Bà Trinh mất rồi. Ta biết bà ấy rất hận ta. Nhưng mà... Bà ơi, đây là thư của ông cháu gửi cho bà cháu ạ. Đúng rồi, còn nhiều lắm. Cả một hòm thư nữa cơ. Ta cất kỹ trong nhà, chỉ chờ tìm được bà cháu để trả lại đấy. Ngày đó, giặc hoành hành khắp vùng biển này, rất nhiều người ở làng chài đã quyết định hoạt động cách mạng, trong đó có ta và ông ngoại của con. Khi đã nằm trong tổ chức, ta và ông ngoại của con được giao nhiệm vụ bí mật xâm nhập vào lòng địch. Chỉ có một cách là ta và ông ngoại con phải đóng giả vợ chồng. Để không bị lộ bí mật, ông con đã phải nói với bà con chòm xóm là bỏ bà con và cưới ta. Trinh thương yêu, anh biết là em rất giận anh. Anh ước gì có thể nói với em tất cả sự thật. Thấy em đau lòng, anh như đứt từng khúc ruột. Ngày chiến thắng cũng sẽ đến thôi. Anh sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm em. Cứ mỗi khi rảnh là ông ngoại của con lại viết thư cho bà ngoại. Ông biết bà rất hận ông nên đã bỏ đi. Ông mong ngóng khi nào hòa bình sẽ về tìm bà của con. Nhưng rồi trong một trận chiến khốc liệt, ông ngoại con đã hy sinh anh dũng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông nhờ bà giữ lại những bức thư này, mong rằng sau này có thể chuyển được tới cho bà ngoại của con. Bà ơi,
đã được gặp nhau và mọi thù hận được hóa giải, phải không bà? Qua bao nhiêu năm tháng, vùng biển này vẫn đang hát lên những bản tình ca ngọt ngào bà ạ. Chuyện kể của những cơn mưa. Nhà máy sản xuất ở Nam Hưng đình trệ cả tháng trời rồi, sao đến giờ vẫn chưa giải quyết được? Dạ thưa anh, bên môi trường vẫn đang đánh giá lại hệ thống xử lý nước thải của chúng ta ạ. Cậu phải làm sao cho mọi việc thông qua nhanh lên chứ. Em sẽ cố gắng ạ. Họ đang đến nhà máy để lấy mẫu thử lại, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa. Chờ đợi. Chờ thêm một ngày là tiền từ trong túi nhảy ra thêm một ngày. Cậu có chịu trách nhiệm được không? Dạ em... Không chờ nữa, tôi sẽ xuống tận nơi giải quyết. Vâng, thưa anh. Chết rồi, sao đau bụng thế này? Có phải tại thức ăn vừa nãy ở quán ven đường không? Trời ơi, tôi có sao đâu. Chắc là vì anh không ăn món rau đó. Ui da. Ui da, đau quá. Thôi để tôi lái, chứ thế này bao giờ mới tới nơi? Phiền anh giúp cho. Họ bị ngộ độc thức ăn, mà quanh đây nhà cửa heo hút quá. Vâng, anh cứ để họ ở lại đây, uống thuốc vào chắc là đỡ thôi. Trời ơi, cái gì thế này? Tự nhiên lại chết máy. Có ai ở nhà không? Xin lỗi đã làm phiền anh. Xe của tôi đi ngang qua đây thì mắc kẹt, mà điện thoại lại hết pin. Anh có thể giúp tôi gọi cứu hộ được không? Ở đây mà gọi cứu hộ thì chắc phải tuần sau mới tới được. Thôi, mời anh vào nhà đã. Đợi mưa ngớt rồi tôi gọi thêm vài người đẩy xe ra cho. Phiền anh quá, tôi sẽ thanh toán cho anh đầy đủ. Khoan nói chuyện tiền nong, để tôi lấy cái khăn cho anh lau đã. Ba ơi, nhà mình có khách à? Ừ, bác ấy là người đi đường, ghé vào nhà mình trú mưa con. Chào mừng bác đến ngôi nhà thiên đường của cháu. Bác thấy nhà cháu có đẹp không? Đẹp lắm. Bác chưa thấy ngôi nhà nào đẹp thế này. Nhà cháu còn có lỗ hổng trên mái nhà để đón nước mưa rơi xuống nữa nè. Thích lắm. Đúng rồi, thật là tuyệt vời. Con gái tôi bị mù từ lúc mới sinh. Trong trí tưởng tượng của con bé, mọi thứ xung quanh đều rất đẹp anh ạ. Tôi hiểu. Anh Hùng ơi, anh Hùng. Đường trơn quá, anh Điền ngã xe bị thương rồi. Anh đến giúp tôi một tay với. Được được, giờ tôi đi ngay đây. Anh ở nhà với con bé Nhi nha. Tôi ra ngay phía trước kia thôi, sẵn tiện gọi mọi người đến giúp anh đẩy xe luôn. Nếu có gì anh gọi mẹ tôi, đang trong hàng ở ngay bên cạnh nha. Vâng, anh cứ đi đi. Bác ơi, bác ra đây đi, cháu cho xem cái này nè. Ôi trời đất ơi. Đẹp quá phải không ạ? Phía trước kia là rừng cây xanh tươi, bên cạnh còn có hồ nước phải không bác? Đúng rồi. Mỗi khi trời đổ mưa, cháu lại ngồi đây nghe mưa kể chuyện. Mưa kể chuyện? Chuyện gì chứ? Nhiều chuyện thú vị lắm. Bác có muốn nghe không? Bác nghe thấy tiếng nước chảy róc rách không vậy bác? Có chứ. Chỉ cần nghe tiếng nước chảy là cháu biết đó là một hồ nước nhỏ. Nước trong vắt đến tận đáy luôn. Cháu chỉ mong một lần được nhìn thấy cảnh xung quanh đây, chắc phải đẹp như chốn thần tiên ấy. Nhưng cháu không ngửi thấy mùi gì sao? Mùi hôi phải không bác? Đó là mùi của phân bón đó. Mùi của phân bón? Ba cháu nói mùi đó là do những người chở phân bón trồng cây thỉnh thoảng đi ngang qua. Nhờ thế mà cháu có cả một rừng cây ngay sau nhà này, thế nên cháu không thấy phiền đâu. Nhi à, đóng cửa vào đi con. Con đang chỉ cho bác ấy cảnh đẹp sau nhà mình. Ừ, nhưng bác ấy sắp phải đi rồi con ạ.
Từ ngày nhà máy Nam Hùng xây dựng ở đây, bao nhiêu rừng bị chặt phá, chỉ còn lại những khoảng đất trơ trụi. Đã thế, nước thải chưa qua xử lý của nhà máy làm nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, nước hồ ngày càng tù động. Sau mỗi cơn mưa, rác lại đọng thành đống ở đây anh ạ. Nhưng có vẻ với con bé Nhi thì mọi thứ vẫn rất đẹp. Vì con bé không nhìn thấy nên tôi vẫn cố gắng vẽ nên những gì đẹp nhất trong trí tưởng tượng của nó. Bé Nhi mới được một quỹ từ thiện ủng hộ cho ghép giác mạc. Tôi vừa mừng lại vừa lo. Con bé sẽ thất vọng lắm khi biết bấy lâu nay mình sống quanh một bãi rác. À phải rồi, tôi cùng các anh em đã đẩy xe của ông qua vũng lầy rồi. Tôi phải trả cho anh bao nhiêu? Tiền nông gì chứ, đây chỉ là việc nhỏ. Chúng tôi nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo tình cảm. Cảm ơn anh và cháu Nhi đã giúp tôi hiểu ra được nhiều điều. Có gì đáng kể đâu, anh nhớ ghé lại thăm ba con tôi là mừng rồi. Cháu mong chờ được nhìn thấy xung quanh đây lắm, chắc phải đẹp như chốn thần tiên ấy. Mới đây, Tổng Giám đốc Tiến Quân tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động của nhà máy sản xuất ở Nam Hưng để rà soát quy trình xử lý nước thải. Ông tuyên bố sẽ bỏ ra 30 tỷ đồng để phối hợp với lãnh đạo địa phương cải tạo vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh nhà máy. Một cái chớp mắt. Tấm này được đây. Nè, mấy giờ cậu mới đến thế? Đợi một lát, tôi đang đến đây. Ở đây nè. Chà chà, cuối cùng cũng chịu nghe lời tụi này. Thay cái máy cũ kia đi, cái này phải gần 100 triệu chứ ít à. Đã đam mê thì tiếc gì tiền chứ, cứ dùng cái máy tạm tạch kia thì đời nào mới khá lên được. Ba ơi, ba cho con phải ít tiền được không ba? Vài hôm nữa khách trả tiền chụp rồi con trả lại ba. Con lại sắm đồ chụp ảnh nữa hả? Chẳng là cái máy hiện tại con đang dùng không tốt ba ạ? Con đổ bao nhiêu tiền vào mấy tấm ảnh cả chục năm rồi mà đã có thành quả gì đâu. Sao không tìm một việc mà con làm được ấy? Con sửa máy móc rất khá mà. Ba thật là, ba phải hiểu là thành công không bao giờ đến dễ dàng cả. Phải bỏ ra rất nhiều thời gian và đầu tư nhiều công sức mới được ạ. Ba biết, nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng. Thôi được rồi, ba sẽ cho con một cơ hội nữa để xem mình có phù hợp với nghề nhiếp ảnh không. Nhưng đốt lần này thôi đấy. Có máy ảnh mới rồi, cậu phải tham gia cuộc thi của Hiệp hội Nhiếp ảnh Quốc tế sắp tới chứ hả? Giải thưởng lớn lắm đấy. Có chứ, nhưng tớ chưa nghĩ ra đề tài gì. Đề tài chỉ là một chuyện, ảnh muốn chất lượng thì việc xử lý sau khi chụp cũng quan trọng lắm. Giá mà có cả cái studio thì tốt. Nè, các cậu có biết tài họa không? Chụp ảnh cũng không phải dạng xuất sắc, nhưng mà nhờ mở cái studio mà đạt mấy giải thưởng lớn rồi đấy. Vậy á? Ai như cậu, tiềm năng hơn đức tài họa mà đến giờ vẫn chưa được ai biết đến. Đó là vì chưa có sự đầu tư. Bây giờ máy xịn có rồi, sao không nhân đà này làm ảnh một lần đi? Còn lâu tới mới chịu thua tay họa ấy, để tôi tính. Ba, mẹ, con tính thuê một cái studio nhỏ nhỏ. Con lại cần tiền nữa hả? Ba mẹ không có tiền đâu. Con chỉ muốn đầu tư cho đến nơi đến chốn thôi. Hay ba mẹ bán nhà đi rồi mua căn chung cư cho đỡ phải leo trèo. Tiền còn lại dư sức làm một cái studio mà. Chuyện đấy mà con cũng nói được à? Nhà này của ông bà để lại không bán chát gì hết. Sao bà không bao giờ chịu ủng hộ con cơ chứ? Bạn bè con đứa nào cũng được ba mẹ động viên, trong khi ba thì... Vì những yêu cầu của con quá vô lý. Con đừng có suốt ngày a dua theo đám bạn làm mấy trò vô công trỗi nghệ đó nữa. Sao bà lại xúc phạm công việc của con chứ? Ba không giúp con thì thôi, con đi vay người khác. Vay được ai thì vay. Tôi không có tiền trả, đừng có về bắt vả ba mẹ. Con không thèm. Cái nhà ngột ngạt như thế này, con cũng không muốn về nữa đâu. Hùng à, mẹ vừa nói chuyện với ba con, chuyện con mở studio gì đó, từ từ rồi ba mẹ tính cho con nha. Ba lúc nào cũng thế, không chịu hiểu cho đam mê của con. Ba chỉ muốn tốt cho con nên mới nói như vậy thôi. Mẹ à, mẹ nói với ba giúp con đi. Con đầu tư lần này chắc chắn sẽ thành công. Rồi con có tiền sẽ mời ba mẹ đi du lịch nước ngoài luôn. Mẹ chỉ cần con thành công là ba mẹ mừng lắm rồi.
Lang thang khắp nơi mà vẫn chưa nghĩ ra chụp cái gì. Hạn nộp bài dự thi sắp đến rồi. Tôi mỏi chân quá rồi, ngồi nghỉ một lát đã ông ơi. Ừ phải đấy. Ba đuổi con đi. Chạy từ từ thôi, kẻo ngã đó con. Bọn trẻ tuổi này là đáng yêu nhất đây. Chả bù với khi lớn lên, phải lo lắng cho chúng đủ điều. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt một cái, tụi nó đã lớn rồi lập gia đình. Còn chúng ta thì cũng chớp mắt là đã già rồi. Chớp mắt một cái đã già. Chớp mắt một cái. À, mình nghĩ ra rồi. Mình sẽ chụp một bộ ảnh thể hiện cuộc đời con người trôi qua chỉ trong nháy mắt. Bộ ảnh khá ổn rồi. Nhưng sao mình vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó? Tiền điện nước tháng này lại tăng rồi ông ạ. À, lấy lương hưu trả thì tiền sinh hoạt chẳng còn bao nhiêu. Mọi khi còn có tiền tiết kiệm hàng tháng, nhưng vừa rồi phải rút ra đưa cho thằng Hùng mua cái máy ảnh nên mới vậy. Chuyện nó muốn mở cái studio gì đó, tôi suy nghĩ lắm bà. Tôi không muốn bán căn nhà gắn bó bao năm. Tôi cũng không đành lòng. Không bán thì thằng Hùng nó cứ nặng nhẹ. Đến cuối đời rồi mà căn nhà thân thuộc cũng không còn. Trời ơi, bà đi từ từ thôi kẻo ngã đấy. Rõ ràng là ngày nào cũng nhìn thấy ba mẹ. Vậy mà mình lại không hề nhận ra họ đã già đi nhiều như thế. Có phải mình quá vô tâm không? Chỉ một cái chớp mắt chúng ta đã già cả rồi. Ba, mẹ, con xin lỗi. Ba mẹ vất vả quá rồi. Thôi, lần này không được giải, lần sau lại cố gắng vậy. Cậu có phải tác giả bộ ảnh này không? Vâng, chính là tôi. Tôi là nhà sưu tầm ảnh. Tôi rất hứng thú với tấm ảnh này. Nó là nét trầm của cả bộ ảnh. Nó như nói lên sự hy sinh cả đời của cha mẹ cho con cháu. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn phải tự lo cho mình trong nọ. Tôi muốn mua lại bộ ảnh này. Ý cậu thế nào? Cảm ơn ông đã đánh giá cao bộ ảnh này. Nhưng tôi sẽ không bán đâu. Hả? Vì sao chứ? Tên của bộ ảnh là Một cái chớp mắt. Tôi sẽ lưu giữ nó để nhắc nhở bản thân mình. Tôi không muốn sao một cái chớp mắt nữa. Tôi sẽ ân hận suốt đời vì chưa kịp làm gì cho bố mẹ của mình. Chào mọi người, tôi tới lấy máy in. Máy của tôi xong chưa? Dạ xong rồi chú ạ. Ôi trời ơi, bộ ảnh đẹp quá. Chú nói ảnh nào cơ? Bộ ảnh kia kìa. Tôi không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng vẫn thấy nó đẹp. Bộ ảnh để đời của cháu đấy chú ạ. À. Người cha mặc bộ quần áo trái. Vậy là đã được hơn 15 năm kể từ ngày mình bỏ hai cha con tôi ra đi. Từ đó đến nay, tôi cố gắng ở vậy một mình gà trống nuôi con. Nhớ lại chuỗi ngày đó cũng cực khổ lắm mình à. Con ăn đi, lấy sức mà học. Sau này con lớn, nhất định con sẽ thành đạt và kiếm thật nhiều tiền để ba đỡ khổ ba nha. Thằng quỷ này. Ba nghe nè con. Ba à, đợt này con có mặt trong danh sách khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất trong trường đại học đó ba. Ôi trời ơi, ba rất tự hào vì con. Bao giờ trường tổ chức khen thưởng, ba lên tham dự được không? Dạ, ở trên này con tự lo được mà. Ba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Ba biết rồi, không phải lo cho ba. Ôi trời ơi, tội nghiệp thằng bé. Từ trước đến nay tôi bận tối tăm mặt mũi, chẳng thể đi dự buổi họp nào ở trường của con hết.
chắc thằng bé thương tôi đường xa xa xôi, không lên được đây mà. Bác ơi. Vâng, có chuyện gì vậy chị? Chắc bác vội quá nên mặc quần áo trái rồi kìa. Trong nhà ga có nhà vệ sinh ở đằng kia kìa. Tàu chưa có chạy, bác đi thay đi vẫn còn kịp đó bác. Vâng, cảm ơn chị. Chị cứ để mặc tôi. Chẳng lẽ mốt năm nay là áo trái lại thịnh hành? Đấy, tôi đã bảo với bác rồi. Người đâu mà gàn dở thế chứ. Ôi trời ơi. Xin lỗi bác. Vâng, không sao, là lỗi của tôi mà. Bác à, vừa nãy cháu va phải bác, bác có sao không ạ? Tôi không sao. May quá anh nhặt giúp tôi số hoa quả này, không thì hỏng hết. Bác à, bác lên thành phố thăm họ hàng phải không ạ? Vâng, tôi lên dự lễ trao thưởng ở trường đại học thằng bé nhà tôi. Hôm nay nó được đón danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn diện đấy. Nhưng bác ơi, giữa buổi lễ trang trọng đó, có lẽ bác không để ý bộ quần áo của bác. Nhưng cậu cứ mặc tôi, đó là tôi cố ý đó. Cố ý mặc quần áo trái ư? Chẳng dâu gì cháu, ở nhà bác có mỗi bộ quần áo này là tử tế. Bác mặc quần áo trái trên đường đi, khi nào tới gặp con thì mới lộn ra mặc lại. Như thế trang phục sẽ luôn được sạch sẽ tinh tươm. Bác lên thăm nó, không thể để cho em nó khó chịu, xấu hổ được. Nhưng mọi người ai ai cũng nhìn rồi chỉ trỏ, bác không cảm thấy khó chịu sao ạ? Chuyện nhỏ ấy mà. Bộ quần áo này bác mua từ khi con trai đổ cấp 3 trường chuyên ở trên huyện. Trước đây mỗi lần lên huyện thăm con, bác vẫn mặc trái nó suốt quãng đường đi, để xuất hiện với bộ dạng tươm tất nhất trước mặt con, nên nó cũng quen rồi. Bác à, thì ra câu chuyện ẩn đằng sau bộ quần áo trái lại xúc động đến vậy. Thôi chào cháu, bác đi đây. Vâng, chào bác. Đúng là điểm xe buýt này gần trường của con rồi. Mình phải tìm quanh đây xem có nhà vệ sinh công cộng nào để thay bộ quần áo này thôi. Đúng là thằng Tuấn nhà mình kìa. Chúc mừng em, sinh viên xuất sắc Lê Thanh Tuấn. Chắc hẳn để có được thành tích này, em đã có sự hỗ trợ tốt nhất của gia đình mình, đúng không? Em có một người ba rất nhân hậu, tốt bụng và yêu thương em vô điều kiện ạ. Ôi trời ơi, thằng nhỏ này. Khi nào người ta giới thiệu đến tên, mình bước lên sân khấu, chắc thằng nhỏ bất ngờ lắm đây. Ba em làm giám đốc của một xưởng gỗ ở quê ạ. Tuy cuộc sống khá giả, nhưng ba luôn răn dạy em phải là người xứng đáng cho xã hội. Ngày hôm nay, ba em rất bận nên không có tham dự được buổi lễ ạ. Giám đốc xưởng gỗ ư? Mình, có lẽ mình phải về thôi. Là ba ư? Ba, sao ba lại lên đây? Sao không gọi trước cho con? Ba lo cho con nên mang ít rau và trứng lên cho con tẩm bổ. Ba định đi ngay đây. Ba, bộ này ba đã mặc mấy năm rồi. Ở đây là thành phố lớn, người ta ăn diện lắm. Ba về nhanh đi, không bạn con lại nhìn thấy. Tại ba đi vội quá nên không kịp chuẩn bị quần áo. Lần sau ba lên ăn bằng cơm tất chút đi ba. Con lỡ nói với mọi người ba là giám đốc xưởng gỗ rồi. Này cậu, cậu có biết không, ba cậu lên đây thăm con vì không muốn cậu mất thể diện nên đã mặc quần áo trái trên suốt đường đi đấy. Thầy biết ba em sao? Ông ấy tình nguyện hy sinh lòng tự trọng của bản thân để giữ mặt mũi cho em. Có mỗi bộ quần áo lành lặn, bao nhiêu năm trời đi thăm con cứ mặc nguyên bộ quần áo trái, để đến khi xuất hiện trước mắt em với bề ngoài tươm tất.
Vậy mà em đã không biết những điều cha mình đã làm cho em, còn mở miệng chê bai bộ đồ này không sành điệu, không thời thượng. Ba, có phải như thế không ba? Không sao đâu con, chỉ cần con đầy đủ hạnh phúc là ba mừng lắm rồi. Con xin lỗi ba, con thật ích kỷ. Ôi thằng bé này, lớn rồi còn khóc nhẹ cái gì, bạn bè thấy lại cười cho. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.